Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, Thư một vụ mùa vọng và Giáng sinh 2021. Ngô, Niềm hy vọng một thế giới bình an. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em, hàng năm cứ nghe đến mùa vọng và Giáng sinh là lòng chúng ta lại rạo rực phấn khởi. Giáng sinh là mùa của ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Từ hai năm qua bóng đen Covid-19 đè nặng cuộc sống nhân loại, đến nay bóng tối chưa qua hẳn nhưng ánh sáng của bầu trời xanh đã lộ diện. Đã có lúc đại dịch phủ bóng sợ hãi lo buồn, nhưng chúng ta đã giữ vững niềm hy vọng. Cuộc sống đang dần dần ổn định. Chúng ta đã kinh nghiệm thế nào là niềm hy vọng Kitô tô giáo? Với niềm tin tưởng phó thác, dân chúa đã liên lỉ cầu nguyện tha thiết. Tuy nhiên, chúng ta cầu nguyện không phải để Thiên Chúa làm thay chúng ta, nhưng để Ngài làm trong chúng ta và với chúng ta. Người Kitô tô hữu cầu nguyện không phải để khoáng trắng cho Thiên Chúa, nhưng để ngài ban tình yêu, sự khôn ngoan và sức mạnh giúp con người có khả năng biến đổi lịch sử, Thiên Chúa đã không làm phép lạ để đại dịch biến mất trong chốc lát. Nhưng ngài ban ơn trợ giúp để nhân loại tìm ra thuốc phòng ngừa, chữa trị các bệnh nhân và chung tay liên đới giúp đỡ người nghèo khổ. Như vậy lịch sử này là của con người, do con người kiến tạo, nhưng lịch sử ấy cũng là lịch sử cứu độ, vì ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta do An chương một câu 14 bốn. Ngài hành động qua chúng ta để quy hướng lịch sử này tiến đến chung cuộc là vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an, kinh tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua. Bước sang năm mới 2022, không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chúng ta luôn hy vọng và tin vào tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trong mầu nhiệm giáng sinh. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để thế gian nhờ con của Người mà được cứu độ do An chương 3 câu 16 đến 17. Hãy giữ vững niềm hy vọng để đừng sao nhãn việc cầu nguyện. Anh chị em hãy trở lại nhà thờ để gặp gỡ Thiên Chúa qua các bí tích trong cộng đoàn hội thánh. Thánh lễ trực tuyến không thể thay thế việc tham dự trực tiếp. Trong thời gian giãn cách xã hội, chúng ta đã có kinh nghiệm về sự đối khác thiên liêng. Nay được tới nhà thờ, anh chị em hãy tham dự vụng vụ cách ý thức và sốt sắng hơn. Hãy giữ vững niềm hy vọng để xây dựng cuộc sống xã hội cũng như gia đình trong hoàn cảnh bình thường mới. Chắc chắn tương lai sẽ còn muôn vàng gian nan thử thách, nhưng Chúa ở cùng anh chị em để giúp anh chị em vượt qua khó khăn và sống trong bình an. Niềm hy vọng cũng thúc đẩy chúng ta tiếp tục thực hiện một vụ chăm sóc đối với những người nghèo khổ và các em mồ côi vì COVID-19, như tôi đã đề nghị trong thư mục vụ đề ngày 4 tháng 10 năm 2021. 2. Niềm hy vọng một hội thánh hiệp hành Cùng với niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp, chúng ta cũng mong muốn canh tân đời sống hội thánh để tất cả mọi thành phần dân chúa tích cực tham gia vào sứ vụ phúc âm hóa. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha Phan Cô đã khởi xướng một hành trình hiệp hành của toàn thể dân chúa, mà cao điểm là Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 vào năm 2023 với chủ đề hướng đến một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Hiệp hành là cùng đi với nhau. Hội Thánh Hiệp Hành là toàn thể dân chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và lời Chúa, hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Con đường hiệp hành này là cách hiệu quả nhất để biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh với tư cách là dân chúa lữ hành và truyền giáo. Tại Việt Nam, hành trình hiệp hành cấp giáo phận sẽ khai mạc với Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng do Giám mục Giáo phận chủ sự và kéo dài đến tháng 8 năm 2022. Trong ngày khai mạc, tại các cộng đoàn, quý cha vẫn dâng lễ theo phụng vụ mùa vọng hiệp thông với thánh lễ khai mạc do giám mục chủ sự bằng cách giới thiệu chủ đề của thượng hội đồng ở đầu lễ và đọc lời nguyện tín hữu theo mẫu soạn sẵn trong thời gian sắp tới sẽ có những buổi gặp gỡ để tất cả và từng thành phần dân chúa thực hiện cuộc hiệp hành nghĩa là cùng nhau cầu nguyện trao đổi lắng nghe và phân định dưới ánh sáng của chúa thánh thần nhằm trả lời cho câu hỏi cốt yếu này chúng ta phải làm gì để xây dựng một hội thánh hiệp hành nhờ đó hội thánh có thể loan báo tin mừng cách hiệu quả trong hoàn cảnh hôm nay tôi bổ nhiệm cha Phê -rô Nguyễn Văn Hiền làm linh hoạt viên để quy tụ nhóm hiệp hành triển khai tiến trình hiệp hành cấp giáo phận đây là một biến cố lớn trong đời sống hội thánh vì thế tôi ước mong tất cả các linh mục tu sĩ giáo sứ dòng tu các ban mục vụ các đoàn thể các giới và mọi thành phần khác tích cực tham gia đóng góp ý kiến anh chị em thân mến kết thúc thư mục vụ này chúng ta hướng nhìn lên thánh du xe, đứng gìn giữ hội thánh. Ngài luôn âm thầm nhưng hành động hiệu quả. Ngay cả trong năm đặc biệt về thánh du xe, Ngài vẫn chỉ là vị thánh âm thầm lặng lẽ, không một dấu ấn bên ngoài. Năm kính thánh du xe sẽ kết thúc ngày 8 tháng 12, nhưng Ngài vẫn hiệp hành cùng hội thánh với trái tim của người cha. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta trên đường kiến tạo một hội thánh hiệp hành. Nhân dịp Giáng sinh, tôi kính chúc gia đình Tổng giáo phận luôn bình an đầy tràn ân sủng và niềm vui của Chúa Giêsu cứu thế. Xin Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta và cùng bước đi với chúng ta trong hành trình gian nan đau khổ vì đại dịch. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.